Xin chào quý vị các bạn, trong nội dung này thì chúng ta sẽ thực hiện được cái yêu cầu đó là với một cái mảng to trước thì hãy in ra các phần tử trong cái mảng đó sao cho mỗi cái phần tử trong mảng, cho dù nó có xuất hiện bao nhiêu lần ở trong mảng thì in ra thì nó chỉ xuất hiện một lần ở trên màn hình thôi. Ok, thì cái ý tưởng để thực hiện cái bài này thì tương đối là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ sử dụng hai cái vòng lọc lồng nhau là sẽ xong cái vấn đề này. Cách khác là chúng ta có thể sử dụng cái cấu trúc dữ liệu, ví dụ như cây nhị phân đấy. Đấy, thì khi mà chúng ta chèn một cái nốt vào cái cây nhị phân đấy thì nếu như cái nốt đã tồn tại ta không chèn nữa, còn nếu nó chưa tồn tại ta chèn vào thì sau đó chúng ta truy vấn, tức là xuất cái cây đi ra thì chúng ta sẽ được cái kết quả. Và ở đây thì để cho ta đơn giản thì mình sẽ sử dụng hai cái vòng lặp lồng nhau nha. Thuật toán của mình sẽ sử dụng ở đây đó là lặp từ đầu đến cuối mảng. Trong đó tại mỗi phần tử thì mình sẽ kiểm tra các phần tử đứng trước nó. Nếu như trước đó đã tồn tại phần tử đó rồi thì mình sẽ bỏ qua cái phần tử hiện thời. Nếu không thì mình sẽ xuất nó ra và tiếp tục với mỗi phần tử thì mình lặp đi lặp lại cái bước đó. Và tại mỗi cái phần tử đấy thì khi mình kiểm tra mình sẽ có một cái biến dùng để đánh dấu xem là nó đã tồn tại hay chưa. Và dựa vào cái biến đánh dấu đó thì mình sẽ quyết định là liệu có xuất ra màn hình cái giá trị hiện thời hay không. Đó là ý tưởng của mình, bây giờ sẽ thực hiện nha. Mình sẽ có một cái hàm show array element thì thêm chữ s vào đây, nhiều phần tử. Ở đây thì mình sẽ nhận vào nó một cái tham số là int cho nó đơn giản nha. Int array và một cái giá trị n chính là số lượng phần tử. Tiếp ở trong nội dung của cái hàm này thì chúng ta sẽ code ở trên C, cho nên mình sẽ khai báo biến chạy EG. Mình sẽ có thêm một cái biến đánh dấu, mình cho nó là flag. Bây giờ sử dụng vòng lặp thì mình sẽ cho y bắt đầu từ đầu cho đến cuối mảng, lần lượt tăng từ phần tử. Trong cái vòng lặp này thì bắt đầu mình sẽ bật cái flag lên. Cái biến này là biến đánh dấu, bật cho nó bằng 1. Có nghĩa là cái phần tử tại vị trí hiện thời mình giả sử là nó chưa được xuất ra màn hình đó, thì nếu như cái flag bằng 1 thì mình sẽ hiển thị nó ra màn hình đó là gì đó. Thì sau này mình sẽ kiểm tra này, nếu như flag bằng 1 đấy thì mình sẽ print in ra màn hình, giả sử là phần trăm 5D đi, dành 5 vị trí để in ra cái giá trị phần tử tại vị trí y như thế này đi đó. Thì dựa vào cái flag này thì mình sẽ in nó ra màn hình. Và bây giờ mình sẽ phải có cái vòng lặp để đánh dấu lại cái flag này. Thì đó chính là cái vòng lặp thứ hai mình sử dụng ở đây, for. Thì ở trên chúng ta đã sử dụng y rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng đến g. Và thằng g này nó sẽ bắt đầu từ 0 đi. Và cái mình nói ở trên ấy đó là kiểm tra tất cả những phần tử phía trước cái phần tử hiện thời, có nghĩa là g nhỏ hơn y. Tại vì hiện thời là cái phần tử chúng ta đang kiểm tra là phần tử từ y, cho nên là chúng ta sẽ kiểm tra tất cả phần tử có chỉ số g nhỏ hơn y và bắt đầu từ đầu mà. Ok. Ở đây nếu như cái phần tử đầu tiên này thì cái vòng lặp này nó sẽ không chạy, bởi vì cái điều kiện này không được thỏa mãn. Đó, và đây lặp này và chúng ta kiểm tra nếu như phần tử tại vị trí g mà trùng với cái phần tử tại vị trí chúng ta đang cần kiểm tra ấy, chính là vị trí y đó, thì chúng ta sẽ bật cái flag ra bằng 0. Có nghĩa là gì? Lúc này chúng ta đang đánh dấu là cái giá trị chúng ta đang kiểm tra này nó đã được xuất ra rồi đó, đây này, nó đã được xuất ra rồi, cho nên là chúng ta bật nó bằng 0 để không xuất lại lần nữa. Ok. Đó, thì ở đây mình đã tạo sẵn cái mảng đây rồi. Mình cứ thực hiện và thêm danh sách những cái phần tử vào đây. Cho nó đơn giản thì mình không nhập, mình tạo sẵn như này cho nó nhanh. Ở đây thì chúng ta sẽ gọi hàm. Đấy, hàm này thì gọi rất là đơn giản thôi, chúng ta sẽ copy cái tên này cho nó nhanh đây, ném vào đây. Cái thuật toán của mình đến kia là xong rồi. Thì lúc này ở đây chỉ cần đơn giản truyền vào tên mảng này, sau đó là số lượng phần tử của mảng. Khi mà mình không biết số lượng phần tử bao nhiêu thì mình sẽ sử dụng cái cách đó là size of số lượng phần tử của mảng
chia cho số cái kích thước của kiểu size of kiểu của mình là int. Đây thì thế là xong. Ok, bây giờ mình sẽ chạy này để xem là cái kết quả của mình nhận được là như thế nào nhé. Nếu chúng ta code đúng thì cái giá trị mà chúng ta nhận được là như thế này. Đó, cái mảng của mình có rất là nhiều phần tử. Đây các bạn nhìn này, cực kỳ nhiều phần tử luôn. Đó, và có rất nhiều phần tử trùng nhau. Nhưng khi mà hiển thị ra thì nó chỉ hiển thị những cái phần tử, mỗi phần tử một lần duy nhất, cho dù là trong cái mảng nó có xuất hiện bao nhiêu lần thì khi mình hiển thị ra thì nó cũng chỉ xuất hiện một lần thôi. Đấy, cái thuật toán này khá là đơn giản và ai cũng có thể implement, tức là thực hiện nó. Đấy, thì đầu tiên chúng ta đọc từ đầu đến cuối mảng này. Tại mỗi phần tử thì chúng ta sẽ có cái biến đánh dấu. Giả sử là cái phần tử đấy chưa được xuất ra màn hình lần nào thì gắn cái biến đánh dấu là 1. Sau đó thì mình sẽ tìm tất cả những phần tử trước cái phần tử đang kiểm tra này xem nó đã tồn tại hay chưa, tức là nó đã xuất hiện hay chưa. Nếu đã trước đó nó đã xuất hiện rồi thì chúng ta sẽ bật cái biến đánh dấu bằng một cái giá trị bằng 0 chẳng hạn. Đó, thì sau khi thực hiện xong như thế này thì các bạn hãy break đi. Tại vì sau khi mà thấy là nó đã tồn tại rồi, xuất hiện rồi thì không cần phải kiểm tra tiếp nữa. Ok, thì lúc này gán và break luôn. Thì lúc này cái vòng lặp đã tìm thấy cái là nó thoát luôn vòng lặp và nó xuống đây nó kiểm tra. Ok, thì đây chính là cái chương trình hoàn chỉnh và chúng ta có thể áp dụng nó để vào cái bài tập chúng ta. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn cái code mẫu này các bạn có thể xuống cái phần miêu tả clip ấy, thì mình để cái link tải ở phía dưới đấy, các bạn có thể xuống đấy để chúng ta copy cái code về nếu như các bạn code chưa đúng nhé.